và các bạn. Mình audio ở đâu bỏ ra đây 6 đôi loa dàn mini đang thanh lý đến các bác có nhu cầu về âm thanh. Những đôi loa này nó thích hợp cho các bác ghép để nghe phòng ngủ, phòng kín kể cả 20-30 m², tùy theo nhu cầu sử dụng các bác dùng được hết. Tất nhiên loa bé mình sẽ mở bé, mức âm lượng bé. Bé không phải là nhỏ xíu nha các bác nha, bởi vì những đôi loa này nó vẫn dùng trong phòng ban 10 m² trở lại vô tư. Tất nhiên nó sẽ không thể to tiếng được như những đôi loa to đùng, mà mình sử dụng đúng mục đích của nó thì sẽ rất ok. Hoặc là các bác ghép thêm vào bộ dàn âm thanh nhà các bác đang có để tăng thêm các giải âm bass beat chat. Đôi loa này, những đôi loa này tôi thanh lý giá từ 700 đến 1,2 triệu đồng. Đó là dàn mini. Có dàn mini cỡ nhỏ, có dàn mini cỡ to. Cỡ to thì to nhất thì nó dàn mini nó cao tầm 28 cm, còn cỡ nhỏ thì nó cao tầm 20 đến 24 cm. Và trên thị trường nó có giá theo tương ứng cái độ to của bộ dàn. Ở đây tôi sẽ nói luôn về giá cho các bác dễ theo dõi. Có 6 đôi. Đôi trên cùng này nó là thuộc dàn chung, như dàn chung cỡ nhỏ. Tại sao tôi nói dàn chung? Bởi cái bát này này, bát này nó là bát 14 các bác ạ. Đôi này đánh bài wide, super, super. Đôi này tôi thanh lý giá 1,2 triệu luôn cho các bác chơi cho nhanh nhá. Loa rất đẹp đấy, đây chưa lau chùi. Chưa lau chùi. Đôi loa này cao chắc tầm 30, hơn 30 một chút. Chưa lau chùi bụi bặm đầy. 1,2 triệu. Đến đông. Đây là một bộ dàn cao cấp. Đôi này có mã là M5A. Nó chắc dán theo thời gian này. Còn góc cạnh cực kỳ đẹp nhá. Không đôi nào lở loét. Nói luôn các bác, không đôi nào lở loét. Nên nó có phải có chiếc sát. Và tôi đã bán theo cái giá thanh lý. Giá theo từng đôi một. Tôi thanh lý đôi này 1 triệu đồng. Đôi đến đông này. Nó cao tầm 30-28 cm. Tiếp theo là đôi loa Kenwood tôi đang mở. Đôi này có mã là S23. Đây đấy, cái trang của nó đây. 700 nghìn đồng. Tất cả những sản phẩm này đều chạy ngon, bãi zin 100%, bãi zin 100%, xin nhắc lại từ đó các bác nha. Thì đó là các bộ dàn tôi nhập, như cục dàn thì tôi bỏ ở đâu rồi hoặc là bán thanh lý rồi. Tiếp theo là đôi Kenwood này, màu xanh, giá thanh lý cũng 700 nghìn. Những đôi bé bé tôi thanh lý rẻ đều bác 700 nghìn hết. Và đây là Sony 700 nghìn, Sony CM100, đôi Kenwood màu xanh 700 nghìn nhé. Bác hỏi tôi thì sẽ hỏi nhiều màu, chỉ rõ từng đôi tôi sẽ trả lời cho bác được còn hay không. Và tiếp theo là đôi loa Kenwood. Đôi loa này dàn mini cỡ to nha. 1 triệu đồng đi. 1 triệu đồng cho các bác chơi đi. Các bạn chưa đóng chùi này. Tất cả đều hoạt động hoàn hảo, rất rõ ràng. Tôi đã đăng được 3-4 cái video rồi. Chỉ còn hai đôi Panasonic ở trên cùng là chưa có video thôi. Ngày mai tôi sẽ đăng video mở nhạc cho hai em nó. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Chúc sức khỏe những ngày dịch.